Xin chào quý bà con cô bác đã đến với kênh xe cũ của Khiêm Toyota Tân Cảng. Hôm nay bên Toyota Tân Cảng có thu về mẫu xe Camry 2.4G đời 2012 màu bạc với cái chất xe rất là liền lạc, và sau 11 năm sử dụng thì mẫu xe này chạy khoảng cỡ 122.000 km, bảo dưỡng đều trong hãng luôn nha quý vị. Và hiện tại thì cái mẫu xe này đang có mặt tại Toyota Tân Cảng nè, và được rao bán với mức giá là 497 triệu đồng nha quý vị. Chất xe bên Toyota Tân Cảng kiểm định rồi, và quý vị cũng đã đi một vòng quanh xe cùng Khiêm thì quý vị đã thấy là nhìn cái xe còn rất là cứng cáp quý vị. Nhìn tổng thể những cái khe hở giữa cửa về nè, rồi giữa hai cửa với nhau và giữa cái cửa sau với cái vẻ sau và cái cản nhìn còn rất là liền nha quý vị. Xe mang bản số tại thành phố Hồ Chí Minh nha quý vị. Và bây giờ khi mời quý vị hãy cùng Khiêm khám phá chi tiết ha. Về phần phía trước đầu xe nè, quý vị thấy nè, màu bạc này quý vị, nhìn nước sơn còn đẹp ha. Ở đây thì xe qua bao nhiêu năm sử dụng rồi, như Khiêm nói là xe qua 11 năm sử dụng rồi thì tất nhiên nó sẽ có những cái điểm trầy xước ha. Thì những cái điểm này thì bên Khiêm sẽ tiến hành sơn lại, ví dụ như capo này nè, nó có vết trầy như thế này nè, thì bên Khiêm sẽ sơn lại. Nhưng mà để quý vị nhìn thấy kết cấu của xe này nè, khe hở này giữa cái capo và cái vè nè rất là đều với nhau quý vị. Và cái mặt nước sơn này quý vị nè, thấy là nước sơn đẹp nè. Xe này tất cả đều làm trong hãng hết rồi quý vị nè. Cái chói đèn này quý vị nè, đó, sau bao nhiêu năm sử dụng mà quý vị thấy không, chói đèn còn rất là sáng ha. Và quý vị có thể thấy là giữa cái đèn này và cái vè này, hai bên này nó rất là khít với nhau và nó đều với nhau quý vị. Cái cản trước thì có hệ thống cảm biến trước ha. Ở đây vị trí cản này nó có những cái vết trầy thì bên Khiêm sẽ tiến hành sơn lại nha quý vị. Đối với vỏ trước bên trái hay là quý vị vỏ tài á, tất cả những cái vỏ đây đều mới thay quý vị, nên rãnh lốp là còn rất là dày ha. Nè quý vị thấy không, rất là dày và sâu ha, nên với những cái bộ lốp này thì quý vị cứ yên tâm không lo về vấn đề vỏ bọng đâu quý vị. Như Khiêm nói là cản trước nó có một số vị trí trầy thì mình sẽ sơn lại. Bản số là 51A luôn nha quý vị. Đó, đúng đời 2012 luôn ha. Và đây, đó, quý vị thấy nè, cái bộ ga lăng phía trước nè, mạ chrome này quý vị, sáng bóng ha. Và cái chất lượng của vị nè, nhìn thấy cái những cái thanh chrome này còn rất là sáng ạ. Đèn bên đây cũng vậy ạ. Đây, nè, chói đèn này quý vị nè, còn rất là sáng nè, vẫn rất là đảm bảo ha. Hệ thống cảm biến trước. Đó, về phần đầu xe này thì quý vị là thấy ổn ha. Qua phía bên hông trái này thì quý vị thấy nè, từ trước ra sau nè quý vị. Đầu tiên là cái đường dập nổi giữa từ cái cửa trước ra cửa sau, quý vị thấy không? Khi mà nhìn nghiêng như thế này á thì quý vị sẽ thấy là nhìn thẳng tăm tắp ha. Đó. Và đi vào chi tiết thì quý vị thấy nè, đầu tiên là cái bộ vỏ nè. Đây, vỏ phía trước này, vỏ còn rất là dày nè. Đó, vỏ này như xin nói là vỏ mới thay. Quý vị thấy những cái tơ lốp ở đây ha. Nè, quý vị thấy không? Những cái tơ lốp như thế này thì chứng tỏ là vỏ còn rất là mới, độ dày của vỏ dày, không có hiện tượng rạn nứt gì hết. Nên quý vị khi mà mua những chiếc xe này á thì quý vị sẽ rất là yên tâm ha. Nè, quý vị nhìn cái khe hở giữa cửa và vè nè, từ trên xuống dưới nè quý vị nè. Đó, ổn rồi quý vị. Ở đây nữa, giữa hai cái cửa như thế này nữa. Đó. Đối với một chiếc xe mà khi quý vị nhìn tổng thể mà thấy cái xe nó được như thế này á thì quý vị cứ yên tâm ha. Nè, sùng chỉ nè quý vị nè. Bảng tắp bi cửa này sau bao nhiêu năm sử dụng nè quý vị nè, nhưng mà bảng tắp bi cửa còn rất là đẹp ha. Đây quý vị có thể nhìn vào bên trong nè, thấy không, cái không gian nội thất bên trong phải nói là còn rất là mới ha. Khi mà đi thẩm định mà gặp những cái xe mà tắp bi cửa hay là nội thất nó còn đẹp như thế này á thì rất là khoái nha quý vị. Đó, đúng những cái chiếc xe chất ha. Nè quý vị thấy không? Nội thất không gian nè, cái bảng tắp lô này nè không hề có hiện tượng chảy xệ gì hết nha quý vị. Những cái hệ thống nút bấm này, đó, đầu CD ring theo xe luôn nha quý vị, quý vị thấy không? Đó, không có bị phai mờ ha, cũng còn rất là mới ha. Cần số rồi những cái ốp gỗ này quý vị thấy không, bên trong còn rất là mới ha. Đây những cái bộ ghế này quý vị nè, thấy không, còn rất là mới ạ. Rồi đối với hệ thống cửa sau ạ, đây, cửa sau này, đầu tiên là về sùng chỉ nè,
Bên Khiêm đã cam kết ha. Nè, bản tắt bị cửa này quý vị nè. Đây. Đó, quý vị thấy không? Tắt bị cửa còn rất là mới, không phải chê gì cái bộ tắt bị cửa này hết ha. Đây, những cái bộ ghế sau này, đây. Quý vị thấy không? Những cái bộ ghế này phải nói là còn rất là đẹp nha quý vị. Đó, còn rất là mới nha quý vị. Sàn xe cũng rất là sạch sẽ ha. Quý vị hãy thấy là cái bệ bước chân lên xuống này quý vị nè, phải nói là nó rất là mới luôn đó quý vị, không có trầy xước gì hết, chứng tỏ là ở hàng phía sau này rất là ít sử dụng ha. Đây, giỏ phía sau đây ạ, nè giỏ phía sau này quý vị nè, thấy không, trận lốp này còn rất là dày nè, mâm cũng còn rất là đẹp ha. Đây, như Khiêm nói là những cái bộ giỏ này đã được thay 4 cái bộ giỏ mới rồi, nhưng quý vị cứ yên tâm ha. Đây, Camry 2.4G có camera dê rồi. Đây, có camera dê đây quý vị, với hệ thống cảm biến ha, cảm biến dê cũng như là hệ thống cảm biến gốc để phục vụ quý vị ha. Đây, mình quay quý vị gầm xe để quý vị quan sát luôn ạ. Đây nè, xe này chủ yếu sử dụng tại thành phố Hồ Chí Minh nè, quý vị thấy không, gầm xe rất là sạch sẽ ha, chỉ có cái ống cổ bô thì nó hơi xét thôi, tại vì cái nơi đây là nhiệt độ cao mà quý vị thường xuyên chạy chứ nó thì nó hơi bị xét ra đều bình thường nha. Nhưng mà quý vị nhìn gầm bể của xe đi ạ, còn rất là đẹp nha quý vị, phuộc, hệ thống phuộc nhún thì không hề có bị xì nhớt gì hết ha. Đây, những cái bộ đèn sau rồi này quý vị nè, cũng còn rất là mới nè. Đây, còn đây là tổng thể phía bên trái này quý vị nè, từ trước ra sau ha. Thứ nhất là màu sắc của xe còn rất là đồng nhất từ trước ra sau, những cái đường dập nổi lên cửa này quý vị nhìn nghiêng như thế này nè, đó quý vị thấy không, từ trước ra sau cái nước sơn cũng như là cái chất xe mặt phẳng của xe nhìn nó rất là suông từ trước ra sau quý vị, không có bị gợn sóng gì hết ha. Đó. Và những cái khe cửa và về rồi nè, đó. Mới đúng không quý vị, nè. Những cái bộ giỏ này còn rất là dày quý vị. Đây, cửa bên đây ạ, à. Quý vị thấy không, những cái bộ tắp đi cửa này quý vị còn phải nói là rất rất mới ạ, à. Cái đây là bộ ghế sau này, như nãy cũng quay bên kia rồi thì bây giờ cũng quay bên này để quý vị coi ha, có thảm cao su luôn quý vị, sàn này là không có hề trải sàn luôn nha quý vị, đó. Sàn nỉ riêng theo xe ha, nhưng vì quý vị thấy là cái sàn nỉ còn rất là sạch ạ, à. Đây, bảng tắp bi cửa phía tài xế đó, vị trí mà thường xuyên sử dụng nhất nè, nút bấm này quý vị nè, đó, nè quý vị thấy không, nút bấm mà qua bao nhiêu năm sử dụng nè, còn rất là mới nè, nè cái bệ bước chân lên xuống này quý vị nè, rất là mới ha, ghế tài cũng còn rất là đẹp ạ, à. Chỉ có hơi bụi bẩn thôi, nè, ở vị trí này hơi bụi bẩn nè, thì cái này thì khi mà về á, bên Khiêm sẽ tiến hành dọn dẹp lại ha. Những cái nút bấm này quý vị nè, đó. Trên cái vô lăng này nè còn đẹp ha, nè những cái vị trí chỉnh kính luôn nè còn rất là mới nè, và đây là những cái tem bảo dưỡng của cái xe này ha. Như Khiêm nói là xe này là bảo dưỡng rất là đều trong hãng, nhưng quý vị khi mà mua mẫu xe này á thì quý vị cũng yên tâm ha. Đó, nổ máy lên nghe quý vị, quý vị có thể nghe và cảm nhận về cái khối động cơ này ạ. Đây, số km này quý vị 122.000 cho cái màn hình đây nó đang bị chói nắng này quý vị hơi khó thấy ha, 122.315 km nha quý vị. Đây, để Khiêm che lại thì nó thấy không, đây đó đang bị chói nắng đó, đâu quý vị thấy số km không ạ, ổn rồi quý vị đó. Đó, quý vị đã cùng Khiêm quan sát và đánh giá về chi tiết về cái mẫu xe Camry 2012 2.4G này ha. Xe thì như Khiêm nói là đang được bán với giá là 497 triệu đồng. Mời quý vị quan tâm tới mẫu xe này, ghé Toyota Tân Cảng xem xe ha. Để bên Khiêm có thể tư vấn và hỗ trợ quý vị tốt nhất ha. Mẫu xe này thì chỉ có thể mua bằng hình thức tiền mặt thôi quý vị. Đó, quý vị có nhu cầu hoặc là quý vị có nhu cầu bán những cái mẫu xe cũ của mình á, thì hãy gọi cho Khiêm để Khiêm có thể tư vấn và mua xe cũ quý vị với giá tốt nhất ha. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.